Vâng anh em nhé, thì lúc sáng mình bận quá quay được một đoạn rồi, bây giờ là nó đã xong rồi này. Đấy. Để mô cho anh em xem một chút. Mặt chính của nó đây anh em nhé, này. Mặt này thì nó kinh lắm. Mà lên có cái đèn không? Đấy. Hơi tối nhưng mai mình sẽ quay cho anh em xem. Tí nữa còn dọn bẹ nhé. Để mô cho anh em xem đây cái mặt chính của nó. Sụn lắm con này nó. Đây lắm anh em. Cây này mặt cái cây đây anh em ạ, cái mặt này là cái mặt phụ của nó nhé, cái đầu này nó hơi đợi cháu chút. Đây, tí anh em mình cắt bẹ. Anh em cần đục cây thì liên hệ anh Hùng. À, anh Hùng đọc cái số điện thoại cho anh em cái nhỉ? Anh Hùng đọc cái số điện thoại, anh em cần đục cây thì liên hệ cho anh Hùng cái nhỉ? 076 875 1286. Đấy, số điện thoại nha các bạn, mà xem không rõ các bạn lại tua lại nha. Mình phải công nhận cây này chính cái cây này là cái cây ông Bụt này, là do anh Hùng anh đục. Cái hôm tôi nhìn thấy tôi lấy thì thấy đẹp quá thì tôi mới lấy số của anh Tuấn, rồi tôi bảo hôm nay lên đục cho tôi hai cái phôi này. Đấy, và sỏi nào. Đây là mặt này. Đây đây. Nói chung là phải làm lên thương hiệu mà anh Hùng đi đục mà yên bọn sai quay thì đang lại làm lề thứ hai. Không phải công nhận là bác ấy đục đẹp. Còn làm cây thêm thì có ai cũng phải học hỏi thêm thôi, nhưng mà công nhận bác ấy đục đẹp. Nó xứng đáng đồng tiền anh em nhé. Đây quay cho xa một tí. Đấy mặt chính của nó bên đằng kia. Đấy anh em. Ra tiền luôn. Còn cái phôi bên này đây anh em nhé. Đấy anh em nhé. Một con phôi này. Cổ này có thể là gọi là gần như là dáng lão luôn anh em nhé. Đấy. Nó quý, cái đường chạy của nó rất cây rất dài anh em. Cây này trước là người ta trồng chậu anh em nhé, xong người ta bỏ người ta vứt ra này. À, mình cũng có flash nhưng sao lại ngu thế nhỉ? Không biết vứt flash lên nhỉ, sao lại ngu thế nhỉ? Rốt như bò, sợ rồi. Thanh họ. Đấy. Nhưng mà lên soi vào xem này. Vẫn không soi đẹp bằng điện thoại được vì nó chói hơn. Đây. Nó là cái cây cốt chậu trước nó vứt ra anh em nhé. Già đấy. Cây già nó không phải là cây non như là cái cây cây kia. Cũng có biếu à. Úi giời ơi. Đấy, có thể gọi là cây răng lão. Nó quý cái tay bay này ra, nó cũng có cái đầu này, hai cái đầu lên kia rồi anh em. Đấy, đầy đủ hết rồi, bây giờ chỉ làm chi răm thôi. Mai sáng tôi quay cho anh em xem, nhưng hôm nay là vui quá là quay luôn một đoạn cho anh em cùng xem nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Mai ban ngày sẽ lúc nào xong tôi thổi cắt hết bẹ, tôi sẽ quay cho anh em một video chi tiết lên chậu rồi. Demo anh em xem cho nó gọi là khí thế một chút. Cảm ơn tất cả anh em nhé.